Trong bối cảnh chịu sức ép ở miền nam Ukraine, Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV vào Mykolaiv hôm 24 tháng 10. Moskva cũng tuyên bố rằng cuộc xung đột đang có xu hướng leo thang không kiểm soát. Trong vụ tập kích của Nga vào Mykolaiv, một vụ nổ đã gây hư hại tầng cao nhất của một tòa nhà chung cư trong thành phố. Các mảnh vụn làm vỡ cửa sổ, nứt tường và gây hư hỏng nặng các xe đậu gần đó. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc rằng Ukraine có thể leo thang xung đột bằng cách sử dụng bom bẩn, chất nổ thông thường có tẩm chất phóng xạ. Ukraine không có vũ khí hạt nhân, trong khi Nga từng cảnh báo sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ lãnh thổ. Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ có Nga mới có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong khu vực và những cáo buộc của Nga là một tín hiệu cho thấy họ có kế hoạch này. Trong một loạt các cuộc điện đàm, ông Shoigu đã thảo luận về điều mà ông gọi là tình hình xấu đi nhanh chóng với người đồng cấp Pháp, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Bộ Quốc phòng Nga. Ông cũng đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lần thứ hai trong vòng 3 ngày. Trong một tuyên bố, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết họ bác bỏ những cáo buộc của ông Shoigu liên quan Ukraine sử dụng bom bẩn. Washington cũng cho rằng đây chỉ là cái cớ để Moscow leo thang căng thẳng. Những tiến bộ của Ukraine trong những tuần gần đây xung quanh Kherson đã khiến Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào cơ sở hạ tầng dân sự, phá hủy khoảng 40% hệ thống điện của Ukraine ngay trước mùa đông. Chính quyền thân Nga đang sơ tán dân thường đến các khu vực do Moscow kiểm soát trước khi giao tranh xảy ra ở Kherson, một cửa ngõ vào bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.